chương 811, bậc cảnh đó là nhập khẩu. Tinh thần giới nội, Tào Ngụy vẽ mặt y cười nhìn bị hồn lực xiên xích trói cô hồn tộc tu sĩ, trong tay lật xem dị văn lục. Về hồn tộc kỷ lục tuy thiếu, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy các ngươi cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tào Ngụy buồn bã nói, bám vào người khác linh đài, thế tất sẽ ảnh hưởng những người khác tâm trí, các ngươi đối người khác như thế nào ra tay ta không sao cả, nhưng nếu chọc tới ta trên đầu, ta nhiều ít cũng đến có chút tỏ vẻ. Ngươi muốn làm gì? bóng người nhịn không được lui ra phía sau hai bước, hiện giờ chính mình thân hãm nhà tù, mặt người sâu xé. Không làm cái gì. Tào Ngụy lộ ra một cái sáng lạng tươi cười, hướng tới cầm đầu bóng người duỗi tay một chút, xích hồng sắc hồn lực che trời buông xuống mà xuống, ở tinh thần giới nội, Tào Ngụy chính là thần trích, hắn sở hữu công pháp bí thuật đều xưng được với mạnh nhất. Vạn đồng thần mắt chi lực khó có thể ngăn cản, nháy mắt xâm nhập bóng người, hắn vốn là hồn thể, ở vạn đồng thần mắt xâm nhập một cái chớp mắt, sở hữu hết thảy đều bị Tào Ngụy chặt chẽ khống chế, tên này hồn tộc sở biết rõ hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở tàu ngụy trước mặt. Về giới ngoại, cùng với lần này thiên đạo sống lại buông xuống năm đại bí cảnh, hết thảy bí ẩn đều đến đã giải khai. Qua thật lâu, tào ngụy rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, tên này hồn tộc nhận tri điên đảo tào ngụy nhận tri. Nguyên lai lâu như vậy tới nay hắn sở cho rằng nhất rộng lớn thiên địa, ở toàn bộ thế giới hạ bất quá là một góc bị mọi người vứt bỏ hoang dã nơi. Liền như vương sơn phái chi với cửu châu giống nhau. Giới ngoại cùng đương kim chư thiên, đó là như vậy này quả thực chính là không thể tưởng tượng, Tào Ngụy dạy ra hồi lâu lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hồn tộc cũng chỉ bất quá là giới ngoại sinh linh hàng tỷ sao trời trung một viên. Lúc này đây thiên đạo sống lại đưa tới cơ duyên làm cho bọn họ tìm được rồi cuộc khởi phương hướng, lúc này mới sẽ lựa chọn từ năm đại bí cảnh tiến vào. Khi năm đại bí cảnh, kỳ thật xưng là nhập khẩu cũng không quá. Ở cổ chi kỷ nguyên chư thiên bị đánh băng khi, năm đại chân linh lưu lại viễn cổ động phủ tuy rằng chỉ còn lại có thể xác, nhưng có một ít đồ vật vẫn là giữ lại, những người này tiến vào này giới, mục đích đó là tìm mấy thứ này đến nỗi giới ngoại càng cường đại tồn tại lại căn bản không thèm để y chư thiên giới nội truyền thuyết trong truyền thuyết trường sinh vật chất tào ngụy hai mắt hiếp lại tin tức này không thể nghi ngờ là khiếp sợ năm tòa bí cảnh động phủ là cổ chi kỷ nguyên năm đại chân linh lưu lại kỳ lân trong động dựng dục bạch kỳ lân cự trứng nội trường sinh vật chất đã bị tiêu hao hầu như không còn nhưng là mặt khác động phủ nội đâu tào ngụy ánh mắt chợt lóe lại lần nữa xâm nhập bóng người ký ức thực mau tào ngụy liền nhíu mày một ít hồn tộc sinh linh đã mang theo trường sinh vật chất trời đi này giới, mà này đó lưu lại người, lại tưởng bằng vào tự thân thiên phú chi lực khống chế này giới, đem chư thiên biến thành bọn họ công cụ chiến đấu bồi dưỡng chỗ. khó trách bọn họ muốn tìm tới chính mình, ở tiến vào bí cảnh tu sĩ trong trí nhớ hồn tộc đã nắm giữ hiện giờ chư thiên thế cục mạnh nhất thế lực cùng mạnh nhất người. xem ra giới ngoại cũng không yên ổn, những người này tưởng bọn rút chư thiên số lượng không nhiều lắm cơ duyên, lúc này đây cũng chỉ là thử, nếu nhập khẩu không phong bế, những người này chỉ biết cuồng cuộn không ngừng tiến vào. Tào Ngụy sờ soạn cầm trầm tư thật lâu sau, đột nhiên lộ ra tươi cười, cười nói, các ngươi không phải nghĩ đến sao, ta mở ra đại môn hoan nghênh các ngươi. Hiểu biết này đó giới ngoại sinh linh y đồ lúc sau Tào Ngụy lúc này mới yên tâm, chỉ cần không phải dị vực là được, trước mắt thiên đạo đối với ngoại sinh linh phản vệ quá cường, bọn họ liền tính ra cũng làm không được cái gì. Hơn nữa, Tào Ngụy khóe miệng bắt cười, rời đi tinh thần giới. Đến nỗi áo đen đế giả bọn họ, Tào Ngụy căn bản không lo lắng những người này có thể chạy đi chư thiên thiên đạo hơn nửa tinh thần giới pháp tắc, bọn họ có thể bảo trì bất tử cũng đã thực không tồi. Yêu môn mọi người sớm đã chờ đợi lâu ngày, những cái đó từ bí cảnh đi ra đệ tử tuy rằng đã tỉnh, nhưng bọn hắn linh hồn căn nguyên gặp bị thương nặng, sau này quãng đời còn lại chỉ sợ là dừng bước tại đây. Bàn vương đám người sắc mặt không quá đẹp, bởi vì dị vực sự làm hắn đối với ngoại sinh linh cảnh giác vạn phần, hơn nữa chuyện này, hắn trong lòng càng là lo lắng. Hiển nhiên những người này có chính mình con đường, bọn họ có biện pháp biết đương kim chư thiên long đầu là ai theo dõi yêu môn, hiển nhiên không phải trùng hợp. Đang ở bàn vương do dự khi, Tào Ngụy đột nhiên xuất hiện ở chủ điện nội. Còn không đợi bàn vương mở miệng, Tào Ngụy trực tiếp ném ra một khối lệnh bài, nói, triệu tập thiên toàn thiên cơ đệ tử, đem vô pháp bí cảnh khống chế lên, vô luận là nhà ai truyền thừa thế lực, đều không được tới gần nửa phần, chính là hóa thần hải tới cũng không được. Là, bàn vương ánh mắt chớp động, tiếp được lệnh bài. Từ hôm nay bắt đầu, yêu môn dốc toàn bộ lực lượng, tôn giả trở lên tu sĩ phân thành năm cái tiểu đội, phân biệt từ thiên cơ tạo hóa cảnh tu sĩ dẫn dắt đen nghìn nghiệp bóng người che trời lấp đất hướng tới năm cái phương hướng mà đi chấn động khắp nơi tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ yêu môn này lại có đại động tác ngày đầu tiên thời điểm mặt khác truyền thừa thế lực đều vẫn duy trì quan vọng thái độ liền tính yêu môn tiến vào chiếm giữ bí cảnh cũng không có người kháng nghị hẳn đến yêu môn bày ra tuyệt thế đại trận đem năm đại bí cảnh hoàn toàn phong tỏa lên sau lấy tiên môn cầm đầu thế lực rốt cuộc ngồi không yên tào ngụy đây là muốn làm cái gì độc chiếm thiên địa tạo hóa, làm trò người trong thiên hạ mặt minh đoạt. Tuy rằng Bắc Hoang một ít người biết Tào Ngụy tương đối thích linh mạch, nhưng lúc ấy ân oán cơ hồ đi qua, hiện tại Tào Ngụy bọn họ đắc tội không nổi, nhưng là làm trò người trong thiên hạ mặt phong tỏa năm đại bí cảnh, này nháy mắt khiến cho mặt khác tu sĩ lửa giận. Yêu môn đây là muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Tiên môn một tôn vừa mới thượng vị mệnh cung cảnh tu sĩ nén giận phát ra tiếng, giận mắng yêu môn ác hành. Cũng có người nghi hoặc nói, tự bí cảnh mở ra tới nay, phàm là tiến vào tu sĩ không chết tức điên, yêu môn làm như vậy nhất định có bọn họ đạo ly, có lẽ là bọn họ phát hiện cái gì cũng không nhất định. Hừ. Nhưng càng nhiều lại vẫn là phản đối thanh âm. Ta xem yêu môn chính là tưởng độc chiếm tạo hóa. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì chuyện này, làm nguyên bản ngo ngoe rục rịch chư thiên lại một lần hỗn loạn lên, phản đối yêu môn thanh âm càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn hình thành mặt trận thống nhất. Vân thâm tiên phủ vẫn duy trì bọn họ tác phong, đương kim phủ chủ là chủ, quản mời thiên hạ quần hùng, muốn cùng Tào Ngụy thảo cái công đạo. Nhưng liền ở thiên hạ đem loạn là lúc, Tào Ngụy lại vội vàng lắc qua lắc lại chính mình đồ vật. Phạm nhân giới kỳ lân động trường sinh vật chất đã đánh mất thần vận, lấy giới ngoại sinh linh thực lực tự nhiên đã biết chuyện này, cho nên Tào Ngụy tạm thời từ bỏ nơi này, đem trọng tâm chuyển dời đến hạ giới bốn tòa bí cảnh. Từng tòa ẩn chứa không gian pháp tắc tuyệt thế đại trận ở bí cảnh nội lẫn nhau giao điệp, bọn họ bao quát toàn bộ bí cảnh huyệt động, cùng tinh thần giới liên tiếp ở bên nhau. Chỉ cần có người tiến vào bí cảnh huyệt động, bọn họ sẽ trực tiếp bị truyền tống tiến tinh thần giới. Ông cây đợi thỏ đồ vật làm tốt, kế tiếp chính là nên làm những cái đó ồn ào người câm miệng. Tào Ngụy hai mắt hiếp lại, tản ra lạnh băng quang mang, hắn là không thích giết người, nhưng không đại biểu hắn có thể tùy y bọn họ chửi bới. Chương 812, Cường Thế ra tay. Tự bắt hoang tiểu giới phản hồi yêu môn sau, Tào Ngụy để lại tông môn bảy thành lực lượng dùng để trấn thủ năm đại bí cảnh, chỉ có bàn vương sao trời đám người lưu tại yêu môn từ bí cảnh nối thẳng tinh thần giới không gian đại trận đã dựng hoàn thành hiện giờ toàn bộ chư thiên cơ hồ tất cả mọi người ở mâu thuẫn yêu môn bá đạo bất quá hóa thần hải cùng chí tôn một mạch đều chưa từng lên tiếng cái này làm cho lấy vân thâm tiên phủ cầm đầu một chúng tiên môn rất là bực bội tuy rằng thiên địa sống lại sau các đại tiên môn thực lực lần nữa đạt tới chất bay vọt nhưng là ở chúng ta trước mặt còn chưa đủ xem những người này tưởng tiến vào bí cảnh lại bị tào ngụy ngăn trở lấy vân thâm tiên phủ cầm đầu tiên môn liên hợp ở cùng nhau triệu khai tiên môn đại hội liền một việc này muốn cùng Tào Ngụy Thảo một cái cách nói. Vân Thâm Tiên phủ chỗ sâu trong, một phương đồng tước trên đài bảo tọa thành rừng, trừ bỏ tiên môn bên ngoài còn có nghìn châu thậm chí hạ giới thế lực nguyên lão đều ngồi ở nơi đây. Nơi này tụ tập quá nhiều thế lực, ước chừng chiếm cứ đương kim chư thiên một nửa trở lên. Vân Thâm Tiên phủ phủ chủ vẻ mặt y cười, Tào Ngụy dù có thiên tư lại có yêu môn như vậy quái vật khổng lồ, ở bọn họ như vậy đội hình hạ chỉ sợ cũng đến ngoan ngoãn cúi đầu. Yêu môn thánh chủ Tào Ngụy bá đạo hành sự, cướp đoạt chư thiên tu sĩ cơ duyên chiếm làm của riêng, hiện giờ chúng ta cũng là thời điểm đi yêu môn thảo một cái công đạo. Vân thâm tiên phủ phủ chủ nghĩa chính lời nói nói, hóa thần hải không làm, nhưng tổng phải có người đứng ra. Hôm nay ta tiên phủ quản mời thiên hạ quần hùng, mục đích đó là đi yêu môn đi lên một chuyến. Phía dưới trên bảo tọa, một người hạ giới truyền thừa thế hệ trước nhân tộc bế quan nhiều năm, rốt cuộc là đi trên tạo hóa tam cảnh, giờ phút này hắn lời nói quyền cũng là thực trọng. Ở vân thâm tiên phủ phủ chủ giọng nói rơi xuống sau, người này cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói. Sớm nên như thế, năm đó Tào Ngụy ở Bắc Hoang Tây vực tạo thành huyết kiếp, làm tam đại gia tộc tổn thất thảm trọng, càng là cướp đoạt nam vực vô số linh mạch, dẫn tới một ít môn phái như vậy xuống dốc, này đó chuyện xưa, nói vậy ở đây một ít người vẫn chưa quên đi. Người này khi nói chuyện, giống như có vạn âm lượng lờ, nhất phái cổ Phật thần tăng tư thái. Hắn là đương kim Bắc Hoang Tây Thiên giáo giáo chủ, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều cho phép tại nơi đây nói chuyện cùng hắn đồng hành bắt hoang tu sĩ cũng là thật mạnh gật gật đầu, rất nhiều người đối này tràn đầy thể hội. Vân thâm tiên phủ hai mắt hiếp lại, đáy lòng cười lạnh. Không nghĩ tới tào ngụy tại hạ giới có nhiều như vậy địch nhân, nói như vậy đi thảo phạt yêu môn liền đơn giản nhiều, hiện giờ chưa sáng sớm đã phi ngày xưa đáng yêu, cơ hồ có niên đại cổ xưa truyền thừa đều có được tạo hóa cảnh tồn tại. Chỉ là hôm nay tham dự lần này đại hội tu sĩ trung, liền có không dưới trăm tên. Như vậy đội hình, đủ để cho yêu môn đau đầu. Mà một khi tào ngụy không muốn nhượng bộ, những người này cũng có thể ứng đối yêu môn cao tầng, kiến nhiều thực tượng, đó là đạo lý này. Đồng tước trên đài tiếng người ồn ào, đối với vân thâm tiên phủ đề nghị cơ hồ không có dị nghị. Nếu như thế, các vị đi về trước chuẩn bị một phen, đãi ba ngày sau tại đây tập kết, cùng đi trước yêu môn. Vân thâm tiên phủ phủ chủ chậm rãi đứng dậy, dương giọng nói. Còn lại thế lực đều là tán đồng, nhưng mà mọi người ở đây tính toán rời đi là lúc, đồng tước trên đài phương trời cao thượng đột nhiên truyền đến một cổ khủng bố áp lực hơi thở, cùng với một mảnh kim quang đảo qua, một đạo bạch y nhân ảnh thình lình xuất hiện ở tầng mây thượng chính vẻ mặt y cười nhìn xuống mọi người rất nhiều nhân tâm đầu đại biến yêu môn thánh chủ đích thân tới nơi đây tào ngụy tới cửa bái phỏng các vị nói cái gì đâu như thế náo nhiệt không ngại cho ta nói một chút tào ngụy phi thân mà xuống hướng tới tây thiên giáo giáo chủ một lóng tay điểm đi đường đường tiên kiều cảnh tu sĩ thế nhưng bị tào ngụy một lóng tay điểm bạo ngay cả thở dốc chi cơ đều không có khuyết vụ tản ra biến mất ở trong hư không tào ngụy lặng yên rơi xuống vững vàng ngồi ở Tây Thiên giáo giáo chủ trên bảo tọa, Kiều Chân bắt chéo vẻ mặt y cười nhìn trên đài Vân Thâm Tiên phủ phủ chủ. Tào Ngụy ra tay tàn nhẫn quyết đoán, thế nhưng làm trò nhiều như vậy tông môn mặt giết một phương giáo chủ. Mọi người trong lòng một trận lạnh lẽo, nhịn không được cùng Tào Ngụy kéo ra khoảng cách. Trong lời đồng vị này đó là sát tinh, hiện giờ xem ra chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Vân Thâm Tiên phủ phủ chủ thần sắc khẽ biến, nháy mắt đứng dậy, nổi giận nói, thật sự làm càng ngươi tự cho là ngươi yêu môn đối kháng quá dị vực đại địch liền có thể coi mạng người như cỏ rác sao làm trò nhiều như vậy đạo hữu mặt giết người ngươi là muốn cùng người trong thiên hạ là địch một cái chụp mũ khấu lại đây tào ngụy mày hơi chọn cười nói cùng người trong thiên hạ là địch nếu các hạ như vậy để mắt ta ta đây cớ sao mà không làm đâu vân thâm tiên phủ phủ chủ toàn thân rung lên tào ngụy chiến lực cử thế đều biết tuy rằng hôm nay ở đây tạo hóa cảnh tu sĩ rất nhiều nhưng nếu yêu môn mặt khác tu sĩ cũng tới chỉ sợ rất khó có cái kết quả tự hồ là đoán được vân thâm tiên phủ phủ chủ trong lòng suy nghĩ tào ngụy cười nói ngươi sợ ta yêu môn lấy cường kinh nhược yên tâm hảo hôm nay trừ bỏ ta yêu môn đệ tử một cái cũng chưa tới còn lại tu sĩ nghe vậy không cấm nhíu mày tào ngụy tuy có ngút trời chi tư nhưng như vậy hành sự thật sự quá mức với kinh suất chẳng lẽ hắn tự cho là thật sự có thể cùng người trong thiên hạ là địch ha hả tiểu hữu thật sự thú vị dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cùng ở đây rất nhiều thế lực là địch ta thật không biết tiểu hữu là có gì chờ tự phụ Đồng tước trên đài một người ánh mắt âm trầm, Tào Ngụy nhướng mày nhìn lại, từ từ nói, ngươi đại nhưng thử một lần. Người nọ đáy lòng rung lên, Tào Ngụy như thế không có sợ hãi, chỉ sợ là sau lưng có người. Lập tức vẫn là ổn trọng một chút, không cần cùng yêu môn xung đột, rốt cuộc bàn vương yêu thương bọn họ, mỗi một cái tồn tại đều có thể áp bọn họ không thở nổi. Người này trầm mặt. Tào Ngụy lại là cười lạnh một tiếng, dương giọng nói, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, tốt nhất là cho ta an phận một chút ta làm việc không cần đối với các ngươi giải thích cái gì, cũng không cần trưng cầu các ngươi đồng ý, bí cảnh có năng giả cư chi, ai không phục, chúng ta tới so so. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc trong cơn giận dữ. Tào ngụy này cũng quá làm càng đi. Đây là nói rõ phải làm toàn bộ chư thiên tu sĩ mặc đoạt tạo hóa A. Lớn mật. Hôm nay chư thiên truyền thừa đại hội, há tha cho ngươi tại đây nói ẩu nói tả. Vân thâm tiên phủ phủ chủ nổi giận, tào ngụy tưởng lập uy, hắn quả quyết sẽ không đồng ý nhưng mà liền ở hắn vừa dứt lời là lúc một cổ lạnh băng hàng y nảy lên trong lòng vân thâm tiên phủ phủ chủ thần sắc bỗng nhiên biến đổi theo bản năng lui ra phía sau hai bước đồng thời linh lực ngoại giật hóa thành vòng bảo hộ bảo hộ mình thân nhưng mà giờ phút này thời gian đã muộn tào ngụy đã tự bảo tỏa biến mất xuất hiện ở vân thâm tiên phủ phủ chủ trước mặt khi trương tuổi trẻ gương mặt giờ phút này cùng ma quỷ vô dị như thế gần gũi nhìn chăm chú chính mình vân thâm tiên phủ phủ chủ cảm giác chính mình da đầu đều phải nổ tung tiếp theo nháy mắt tào ngụy trong mắt xích mang chuyển động Cổ sư phụ dốc toàn bộ lực lượng, nháy mắt đánh bại Vân Thâm Tiên phủ phủ chủ vòng bảo hộ, hồn lực dũng mãnh vào linh đài, nháy mắt đem hắn thần hồn đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Chương 813, Đại hạ thần triều. Phía dưới tu sĩ vẽ mặt hoảng sợ nhìn Tào Ngụy cùng dạy ra Vân Thâm Tiên phủ phủ chủ, ở mổ trong nháy mắt, Vân Thâm Tiên phủ phủ chủ hơi thở nháy mắt biến mất, thần hồn hóa thành yên phấn, đã hoàn toàn lạnh thấu. Mọi người đồng thời biến sắc, Vân Thâm Tiên phủ cường như mạng cung, thế nhưng ngăn không được Tào Ngụy một kích tuy rằng mọi người đối tàu ngụy cường đại sớm có suy đoán nhưng giờ phút này vẫn như củ hoảng sợ vô cùng bậc này thực lực chỉ sợ là tàu ngụy một người liền có thể đoàn diệt nơi đây sở hữu thế lực hội trường thượng một mảnh tĩnh mịch vân thâm tiên phủ tu sĩ càng là sợ tới mức không dám nhúc nhích Tào ngụy chậm rãi xoay người thần sắc đạm nhiên nói ta làm cái gì còn cần cho các ngươi thông tri một tiếng sao đồng tước trên đài tông môn các đại lão một đám cúi đầu xuống không dám cùng tàu ngụy đối diện chỉ phát ra một câu nhược nhược không dám ha <laughs> hả Tào Ngụy cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Ta đây yêu môn bá chiếm năm đại bí cảnh, các ngươi nhưng có câu oán hận không không có. Đồng cước trên đài thanh âm yếu ớt rùi mũi. Tào Ngụy lúc này mới thu hơi thở, đạt thiên mà đi, trời cao thượng truyền xuống một câu vô ngữ treo chọc, thật là phạm tiện đâu. Mọi người không dám ngôn, thẳng đến trời cao thượng kim mang hoàn toàn sau khi biến mất, bọn họ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tào Ngụy cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Tên này tuổi trẻ yêu môn thánh chủ, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Rất nhiều thế lực đều rời đi vân thâm tiên phủ, đến nỗi vân thâm tiên phủ tao ngộ không ai nguyện y đề cập, phủ chủ đã chết, rất nhiều người đều không muốn vì bọn họ đắc tội yêu môn. Cái này bởi vì bí cảnh mà dẫn phát đại sự, lại bởi vì tào ngụy xuất hiện hoàn toàn yên lặng đi xuống, ba nghìn châu cùng hạ giới cũng an tĩnh xuống dưới. Yêu môn trật tự trước sau như một, tùy tay giải quyết chư thiên bên trong xong việc, Tào Ngụy đem trọng tâm đặt ở những cái đó bị nốt ở tinh thần giới nội giới ngoại người trên người. Trừ bỏ hồn tộc tu sĩ, người áo đen đoàn người căn bản vô pháp đi sư hồn, những người này cảnh giới vốn là cao hơn Tào Ngụy, hơn nữa ở bọn họ linh đài thượng bày ra cấm chế cái kia tồn tại vô cùng có khả năng viễn siêu đế giả, lấy Tào Ngụy trước mặt tu vi, căn bản vô pháp làm được hủy diệt đế đạo pháp tắc. Không có cách nào mạnh bạo, Tào Ngụy nếm thử tới một chút mềm. Lúc này đây lên sân khấu người là thanh tử tâm cùng cơ như tuyết cao quy lạnh băng bất đồng thanh tử tâm cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân ôn nhu cảm liền tính là mất đi thần thể sống lại cũng rất khó ác quá này của sinh ra đã có sẵn khí chất thanh tử tâm đã đến làm thiến nam đám người trước mắt sáng ngời như thế mỹ diễm người trên đời này lại có bao nhiêu đâu nhưng thực mau thiến nam bọn họ liền phục hồi tinh thần lại từ đầu đến cuối bọn họ đều không có quên lập tức tình cảnh bọn họ là bị mang di người cấp cầm tù mà vị này giờ phút này chậm rãi mà đến mỹ diễm nữ tử không thể nghi ngờ chính là mang di nơi người, nói vậy không phải cái gì người lương thiện. Tào Ngụy cố y đem mọi người tách ra, giờ phút này Thiến Nam một người một mình đãi ở một ngọn núi điên thượng, chính vẻ mặt đạm mạc nhìn hướng tới nàng chậm rãi đi đến Thanh Tử Tâm, tuy rằng Thanh Tử Tâm bộ dạng làm nàng sinh không ra chán ghét cảm, thậm chí tưởng thân cận. Nhưng ly trí nói cho Thiến Nam, Thanh Tử Tâm không phải người tốt. Thanh Tử Tâm chậm rãi đi đến Thiến Nam bên cạnh người, vẻ mặt vui mừng nói, trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào, các ngươi là từ bên ngoài tới vì bảo hộ chính mình chỉ có thể trước bị khuất một chút các ngươi thiến nam nao nao không nghĩ tới thanh tử tâm như thế thẳng thắn thiến nam nghiêng đầu nhìn thanh tử tâm liếc mắt một cái thực mau lại đem đầu chuyển qua nàng không rõ thanh tử tâm tới nơi này làm cái gì ta biết ngươi đối tào ngụy có câu oán hận nhưng này cũng không thể toàn quái tào ngụy hắn một người trên vai khiêng quá nặng vì làm chính mình dưới chân thổ địa không bị người ngoài xâm hại hắn đối bất luận cái gì người từ ngoài đến đều là cái dạng này thanh tử tâm thở dài một tiếng tiếp tục nói, ngươi khả năng không biết, chúng ta đã trải qua vô số năm chiến loạn, dị vực sinh linh tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải phá vỡ ta giới đế quan, trận chiến tranh này dằn co lâu lắm, tại đây trong quá trình tiêu vong tu sĩ, quá nhiều quá nhiều. Thiến Nam thần sắc hơi giật mình, nàng trước nay không nghe nói qua những việc này. Ngươi nói dị vực, là chúng ta. Thiến Nam nghi hoặc nói. Thanh tử tâm lắc đầu nói, không phải các ngươi, các ngươi tuy rằng thương tổn một ít ta giới tu sĩ, nhưng thương vong cũng không lớn, càng nhiều đều là bạch kỳ lân làm, đây cũng là tào ngụy vì cái gì chỉ đem các ngươi cầm tù mà không giết trước nguyên nhân thiến nam ngẩn ra cẩn thận hồi tưởng một phen sau lúc này mới phát hiện tựa hồ đích xác giống như thanh tử tâm theo như lời như vậy tào ngụy vẫn chưa thương tổn bọn họ trừ bỏ người kia trầm mặc hồi lâu thiến nam đột nhiên nói các ngươi vẫn luôn đều ở chiến hỏa trung tồn tại sao thanh tử tâm hơi hơi gật đầu nói đúng là bởi vậy tào ngụy đối với ngoại sinh linh mới cảnh giác vô cùng bất quá nếu hắn biết các ngươi không có lòng xấu xa nói hẳn là sẽ làm các ngươi trở về đi. Thiến Nam ánh mắt chợt lóe, lâm vào trầm tư, qua hồi lâu, nàng phản phất hạ quyết tâm giống nhau nhìn về phía thanh tử tâm thanh triệt đôi mắt, ngưng thanh nói. Ta nói cho ngươi chúng ta lai lịch, ngươi phải tin tưởng, chúng ta thật sự một chút ác y đều không có, có nhân tính cách chính là như vậy, khó tránh khỏi kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không phải mọi người. Thanh tử tâm trong lòng vừa động, vỗ vỗ Thiến Nam tay ngọc, nhẹ điểm đầu chậm rãi nói, ngươi nói, ta sẽ thuật lại cấp tào ngụy nếu hắn cho rằng các ngươi không phải người xấu, khẳng định sẽ làm các ngươi đi. Thiến Nam thật mạnh gật gật đầu, điều chỉnh một phen cảm xúc sau nói, chúng ta đoàn người đều đến từ Đại Hạ thần triều, nơi đó là một cái khổng lồ quốc gia, thần triều nội có thần tộc vô số, đại giáo vô số kể, nhưng càng nhiều vẫn là giống chúng ta như vậy tán tu. Chúng ta thông thường là từ đế giả xuất lĩnh, hắn cũng là tán tu, bất quá cùng thần triều có chút liên quan, cho nên chúng ta sinh hoạt cũng sẽ hảo quá một chút, nói ngắn lại, lúc này đây tiến vào các ngươi thế giới này, tất cả đều là trùng hợp. Thiến Nam nói về các ngươi thế giới này từ xưa đến nay đều bị xưng là mang di nơi, các ngươi tu vi lạc hậu, lại ngăn cách với thế nhân, chúng ta chỉ biết thế giới này tồn tại các ngươi, nhưng không biết cụ thể ở nơi nào. Thẳng đến kia một lần chúng ta ở kỳ lân cổ mà tìm một gốc cây thần dược khi, ngoài y muốn cảm giác đến cường đại thiên đạo phát tắc, cái loại này phát tắc cường đại vô cùng, rồi lại giống như tân sinh trẻ con giống nhau mê người, chúng ta đều bị hấp dẫn. Thanh tử cầm ánh mắt lập loè những người này thật là từ kỳ lân bí cảnh ra tới. Nói như thế tới, các ngươi là vào nhầm này giới, vào nhầm kỳ lân động, nhưng là ở lấy đi kỳ lân trong động một ít cơ duyên khi bị ta giới tu sĩ ngăn trở, cho nên mới đã xảy ra xung đột. Thiến Nam gật gật đầu, thở dài một tiếng. Thanh tử câm vẻ mặt nhu hòa vỗ vỗ Thiến Nam mu bàn tay, nhẹ nhàng nói, ta sẽ đem ngươi nói hết thảy đều nói cho tào ngụy, đến lúc đó các ngươi liền có thể đi trở về. Thật vậy chăng? Thiến Nam vẻ mặt vui mừng nói. Chương 814, đầm rồng hang hổ nơi. Đương nhiên là sự thật, ngươi yên tâm hảo, tào ngụy không ngươi trong tưởng tượng như vậy hư thanh tử tâm an ủi nói. Thiến Nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lên. Trong hư không, Tào Ngụy hai mắt hiếp lại nhìn chầm chầm Thiến Nam, lại là cười lạnh một tiếng. Cái gọi là tán tu tổ đội hắn chính là không tin, dù cho ngoại giới cổ mà cũng có kỳ lân động, nếu có cơ duyên tồn tại quả quyết không có khả năng sẽ bị tán tu nhúng chàm. Những người này cùng cái gọi là đại hạ thần triều tất nhiên có không thể phân cách quan hệ, từ đế giả mang đội tán tu đoàn đội. Hơn nữa tán tu linh đài sẽ bị thêm vào như vậy nhiều cấm chế, ngoại giới có lẽ rất mạnh, nhưng còn không đến trình độ này. Thanh Tử Tâm không thể tưởng được, Tào Ngụy đều tưởng đến. Quả nhiên, ở Thanh Tử Tâm sau khi rời đi, khiến Nam nhìn Thanh Tử Tâm bóng dáng ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở nên âm trầm lên. Người áo đen đoàn người từ bị Tào Ngụy giam giữ đến tinh thần giới sau không còn có gặp qua Tào Ngụy chân dung, mà ba nghìn châu cùng hạ giới tu sĩ cũng đều an tĩnh xuống dưới, Tào Ngụy cường thế ra tay làm những người đó hoàn toàn cảm nhận được yêu môn cường đại đều không phải là hiện giờ bọn họ có thể chống lại. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh chỉ có hướng tới vô khuyết sống lại thiên đạo thường thường giáng xuống phúc trạch một ít cổ xưa bí cảnh cổ mà thường thường hiện lên tại thế nhân trong mắt thiên hạ thịnh thế các đại truyền thừa thế lực thực lực ở bay nhanh dâng lên mà năm đại bí cảnh nghiễm nhiên thành vùng cấm trừ yêu môn ngoại tu sĩ không được bước vào tự này về sau yêu môn hoàn toàn phong tỏa bí cảnh ngăn cách với thế nhân không ai biết tào ngụy đang làm cái gì ngay cả yêu môn bên trong bàn vương yêu thương bọn người không biết giờ phút này tào ngụy thân ở nơi nào lại đang làm những gì tinh thần giới nội Bạch Kỳ Lân cường thế đã tất cả khôi phục, nó cùng nhị người hói đầu quan hệ thực hảo, cơ hồ mỗi ngày đều dính ở bên nhau, cũng đúng là ngày này, nhị người hói đầu đột nhiên lâm vào ngủ say, không hề dấu hiệu, lại cùng cái thần hồn giống nhau, ở ngủ say trước vẻ mặt chính xác nhìn Tào Ngụy, nói như vậy một câu. Ngô ở trở về. Nhị người hói đầu lâm vào ngủ say sau ngày hôm sau, Tào Ngụy bày ra không gian trận pháp nội truyền đến khác thường dao động, mắt sinh kim luân nam tử sau khi chết người áo đen đám người tuy rằng không nói thêm gì, nhưng Tào Ngụy biết người này ở bọn họ bên trong địa vị cực cao quả nhiên lúc này đây tự kỳ lân động tự cánh cửa không gian đi ra mấy người trung ước chừng có bốn gã mắt sinh kim luân đế giả này nhóm người ăn mặc thống nhất đều là thiên lam sắc trường bào trường bào sau lưng một vòng kim luân giống như liệt dương giống nhau bọn họ tuyệt không phải tán tu tào ngụy hai mắt hiếp lại nhìn theo này bốn gã đế giả vẻ mặt mờ mịt bị đưa vào tinh thần giới lúc này bốn người du đẳng ở tinh thần giới nội theo thời gian trôi đi bọn họ càng thêm cảm thấy không thích hợp này giới cho dù hoang vắng lạc hậu nhưng không đến mức ước chừng 10 vạn dặm nội không thấy một người tu sĩ, có cổ quái. Một người đế giả ngưng thanh nói, vừa dứt lời, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cùng mặt khác ba người đồng thời phi thân dựng lên, rất cao nhìn chầm chầm mặt đất. Nho nhỏ mang tộc giả nhân, cũng dám tính kế ta chờ. Một người đế giả giận mắng ra tiếng, hướng tới mặt đất một quyền anh đi, đại địa chấn động, thổ địa nứt toạt, lộ ra phía dưới một góc thiên trận. Thẳng đến giờ phút này bọn họ bốn người mới phát hiện nơi này có vấn đề lớn. Thiên trận khổng lồ vô cùng cơ hồ bao trùm toàn bộ đại địa. Bởi vì tinh thần giới duyên cớ, chư thiên thiên đạo pháp tắc vẫn chưa đối bốn người trực tiếp phản vệ, nhưng là tại đây một cái chớp mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hư không môn hộ, liền ở bốn gã đế giả nghi hoặc là lúc, từng đạo hỗn loạn màu đen lôi điện trực tự pháp tắc thần liên từ môn hộ vương. Toàn bộ trời cao đều bị trật tự thần liên che đậy. Bốn gã đế giả sắc mặt đại biến, chư thiên thiên đạo pháp tắc vô khổng bất nhập, bọn họ vô pháp ngăn cản liền xâm nhập trong cơ thể, khi chờ khủng bố hủy diệt chi lực muốn bài trừ hết thảy dị vật, bốn gã đế giả hơi thở không ngừng bị áp chế, ngắn ngủn thuộc tức thời gian, đã bị quy tắc chi lực trấn áp tới rồi tôn giả cảnh. Giờ phút này, bốn người sắc mặt âm trầm đều mau tích ra thủy tới. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nho nhỏ chư thiên thiên đạo pháp tắc ngay cả đế giả đều có thể áp chế, nhóm đầu tiên tiến vào này giới tu sĩ không có mang về tin tức, cơ hồ đều bị tào ngụy cấp đoàn diệt. Hiện giờ bọn họ rốt cuộc minh bạch người một nhà vì sao sẽ tại đây chim không thèm ý địa phương tổn thất thảm trọng. Này giới có cổ quái, chúng ta mau chóng trở về, thiên địa phản vệ quá cường, ta chờ tu vi đều bị áp chế hồi tôn giả cảnh. Một người đế giả trong mắt kim quang lấp lánh, bên ngoài thân tuy có đế giả pháp tắc quanh quẩn, giờ phút này lại chỉ là hổ giấy, ở ba nghìn châu tùy tiện sách ra một người tông môn trưởng lão, đều có thể treo lên đánh hắn. Người tới là khách, đừng cứ như vậy cấp đi a. À. Đột nhiên, trong hư không truyền đến Tào Ngụy tiếng cười, ở một mảnh trực tự pháp tắc hạ, Tào Ngụy giống như thiên thần giống nhau buông xuống, vẻ mặt trấn định nhìn bốn gã tôn giả cảnh đế giả. Man di, thật sự vô lễ ngộ đế không bái, nên sát. Hiển nhiên, này bốn gã đế giả ngày thường sống trong nhung lụa quán, trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích ứng lại đây. Nhưng trước mắt, như vậy hành động chẳng qua là tự mình chút lấy cực khổ. Ta bái ngươi, ngươi thừa nhận khởi sao. Tào Ngụy khóe miệng dương lên, duỗi tay hướng tới bốn gã cách không nắm chặt, trong thiên địa đột nhiên hiện ra một cổ thần bí lực lượng, trực tiếp đem bốn người chặt chẽ giam cầm lên. Bốn đế sắc mặt đồng thời đại biến, bọn họ liếc nhau, thực mau liền hạ quyết tâm. Trong đó một người gầm lên một tiếng, toàn thân nở rộ lộng lẫy kim mang, đế giả uy áp đột nhiên xuất hiện, lệnh này phiến không gian đều vặn vẹo lên. Tào Ngụy mày nhăn lại, người này hơn phân nửa muốn tránh cái cá chết lưới rách, làm lơ chư mỗi ngày mà pháp tắc trấn áp mạnh mẽ vận dụng đế giả chi lực, hắn tuy rằng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, nhưng đáng sợ thiên địa áp chế sẽ ngay sau đó đem người này nghiền thành dập nát. Đây cũng là vì sao đế giả sẽ bị áp chế như thế nghiêm trọng, bọn họ chỉ là ở dùng chính thành tu vi ở chống cự thiên đạo phản vệ. Mà giờ phút này, người này làm lơ thiên địa phản vệ mạnh mẽ thúc giục đế giả chi lực một cái chớp mắt tăng vọt lực lượng đánh vỡ tinh thần giới công cùng xiềng xích thế nhưng làm hắn nói chuyện đi ra ngoài đồng thời hắn tàn phá thân ảnh xuất hiện ở kỳ lân trong động gần trong nháy mắt hắn liền hơi thở uể oải mắt thấy là không sống nổi hắn cắn chặt răng mở ra cánh cửa không gian đem một đạo thần niệm truyền tống sau khi rời khỏi đây ngửa mặt lên trời ngã xuống trong cơ thể sinh cơ bị thiên đạo pháp tắc ăn mòn trong nháy mắt mà thôi liền đem hắn đế thân áp bạo Tào Ngụy rất là vô ngữ nhìn ngã xuống đế giả, vì truyền tống thứ nhất tin tức đi ra ngoài thế nhưng bạch bạch chết đi, tên này đế giả đối cái gọi là đại hạ thần triều thật đúng là chân thành. Tào Ngụy lắc lắc đầu, xoay người về tới tinh thần giới, một lần nữa khôi phục không gian đại trận. Vực ngoại nơi, một đạo kim quang bao vây lấy một đạo thần niệm nháy mắt rơi vào một mảnh hoang mãn cổ mà, rơi vào một người lão giả trong tay. Tên này lão giả nhìn trong tay kim sắc thần niệm ngực bỗng nhiên đau xót, nhưng ở hắn đọc lấy thần niệm trung tin tức sau hắn cả người toàn thân rung lên, đầy mặt kinh hãi. Đầm rồng hang hổ nơi, đế giả khó tồn. Cần phải rời xa. Chương 815, Kỳ Lân thiếu niên. Lão giả thần sắc đại biến, thần niệm trung tin tức quá mức với làm cho người ta sợ hãi, này đạo thần niệm là hắn thân tử truyền đến, mức độ đáng tin không thể nghi ngờ, hơn nữa thần niệm đưa ra, kết quả là thế nào không cần tưởng là có thể biết. Lão giả ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng nói, nói gì đầm rồng hang hổ nơi, giết ta thân tử, ta đương sấm thượng một sấm. Tinh thần giới nội, còn lại ba gã đế giả giờ phút này đã tiếp nhận rồi sự thật, bọn họ thật là bị nhân thiết kế trúng bẫy rập, cũng may có tin tức truyền trở về, nếu không chỉ biết có nhiều hơn người chịu chết. Cái này thiên địa thiên đạo áp chế quá cường, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Ba gã đế giả đã từ bỏ chống cự, nhưng là bọn họ không biết tào ngụy vì sao không khiển trách bọn họ, chỉ là đưa bọn họ khóa chặt. Vực ngoại cổ trong đất, khắp nơi đều tràn ngập hoang vắng hơi thở. Một người toàn thân bọc kim sắc quan mang thiếu niên ngồi xếp bằng ở một gian nhà tranh trước, hắn trần trụi cánh tay, phía sau lưng chiếm cứ một đầu sinh động như thật kỳ lân đồ, cầm đầu bạch kỳ lân làm cho người ta sợ hãi vô cùng, phản phất muốn phá thể mà ra giống nhau. Ở thiếu niên nơi xa, lúc trước tên kia lão giả chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước một đạo quần sáng. Hình ảnh trung âm trầm vô cùng, là thiếu niên khi còn nhỏ ký ức, hiện giờ muốn cột rửa tinh lọc linh hồn, liền phải lại khúc mắt, làm hắn quên khi còn nhỏ chuyện cũ năm xưa. Cha ngươi thù, chính ngươi tới báo. Lão giả hai mắt hiếp lại, nhìn về phía quần sáng. Hắc mang cắt qua tịch liêu sao trời, ầm ầm tạp hạ xuống đại địa, ánh trăng chiếu vào thô tráng cổ thụ trong rừng, số chỉ tàn toái giả thú thi cốt treo ở nửa thanh trên thân cây, càng có vẻ âm trầm sợ người. Thành phiến sập cổ thụ cuối, một cái thật lớn màu đen hố động sâu không thấy đáy, ánh trăng chiếu không tiến đế, lại ở trong bóng tối, một đoàn kỳ dị kim sắc ngọn lửa một nhiên thiêu đốt dựng lên, lại ở dây lát giang yên lặng đi xuống. Ngao ô. Dưới ánh trăng bầy sói hưởng thụ trời cho bữa ăn ngon, chúng nó xé rách treo ở trên cây giả thú thi thể, sắc bén hàm răng dính đầy máu tươi, ngay cả khóe miệng thú mau đều chảy xuôi máu loãng cùng thịt mạc, tại đây thao thiết thịnh yến hạ, lại có vài đạo lạnh băng vô tình ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm chúng nó. Thượng, trong bóng đêm bóng người không hề che giấu, mấy đạo thân hình cường tráng nam nhân tay cầm sắc bén trường mâu từ rừng cây xung phong liều chết mà ra, ghé vào trên thân cây giả lan nhận thấy được nguy hiểm buông xuống, vừa mới xoay người lại bị một cây trường mâu đâm xuyên qua đôi mắt, liên quan cực đại đầu cùng đính ở trên thân cây. Thú thực mau kết thúc, vài tên nam nhân nhìn đính chết ở thân cây giả lan nhìn nhau cười, theo đuôi một đêm thu hoạch đủ để giải quyết bọn họ một tháng đồ ăn này đó gia thú cũng có thể ở phụ cận thành trấn đổi lấy càng cao cấp vũ khí tiểu ngũ xuất hiện đi đã giải quyết trần trụi thượng thân cường tráng nam tử hướng phía sau rừng cây một kêu một người thân cao còn chưa kịp hắn chân lớn lên tuấn tiếu thiếu niên liền dò ra đầu hắn nhìn năm đầu dư ôm thượng tồn giả lan thi thể hai mắt sáng lên kinh hỷ nói đại bá thật là lợi hại a à. thiếu niên nhanh chóng chạy lên cây làm một chân đạp lên một đầu giả lan trên người học nó dừng hình ảnh giữ tận gương mặt một trận nhe răng trợn mắt, chọc đến vài tên đại nhân cười ha ha. Đi lạc, đêm nay có bữa ăn khuya. Thiếu niên song mặt đỏ bừng, cực độ hưng phấn, hắn ôm đồng ở giả lan chân trước thượng y đồ khiên lên giả lan thi thể, cuối cùng lại chỉ có thể rất nhỏ nâng lên, liền mệt thở hồng hộc. Bất quá tuy là như thế vẫn như củ lệnh vài tên đại nhân lộ ra kinh ngạc chi sắc, thành niên giả lan ít nói cũng có mấy trăm cân trọng, lấy thiếu niên thân thể thế nhưng có thể nâng động, đủ để thuyết minh hắn cường kiện thân thể. Bất quá hiển nhiên, thiếu niên đối chính mình biểu hiện rất là bất mãn hắn lắc lắc lên men cánh tay một trận lắc đầu tiếc hận khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dáng lại chọc đến vài tên đại nhân nở nụ cười nhưng mà liền ở thiếu niên nhảy xuống cây làm khi bởi vì quanh mình địa thế bất bình trực tiếp lòng bàn chân vừa trượt ở vài tên đại nhân còn chưa phản ứng lại đây khi cũng đã rớt vào tới rồi một bên hố to nội không tốt trần truồng nam tử thần sắc biến đổi vội vàng nhìn lại nguyên bản sinh động thiếu niên cũng đã ngã xuống trong bóng đêm thân thể không chịu khống chế rơi xuống làm thiếu niên hoảng sợ còn không đợi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng liền cảm thấy phía sau thật lớn đau đớn hắn quăng ngã ở đáy hố vừa lúc đầu đánh vào một khối đá cứng thượng hắn cảm giác cái gáy một trận bén nhọn đau đớn chợt hai mắt tối sầm không có ý thức mà ở hắn bên cạnh người trong bóng đêm một đoàn kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên nhảy ra trực tiếp nhảy vào hắn hạ bụng cùng lúc đó trong bóng đêm còn có cái gì đồ vật ở mắt máy lặng yên không một tiếng động dung nhập thiếu niên trong ốc vài tên đại nhân đem hôn mê thiếu niên bế lên đau lòng đồng thời cũng vô cùng lo lắng đoàn người vội vàng kháng đi rồi giả lan thi thể, biến mất ở bóng đêm hạ rừng rậm. Không bao lâu, an tĩnh rừng rậm lại lần nữa ầm ĩ lên, chim bay cá nhảy tứ tán mà chạy, ở hố động trên không, không gian một trận vạn vẹo, lại có một người bạch y nam tử trống rỗng xuất hiện. Hắn nhìn chầm chầm rỗng tuyết hố động nghi hoặc không thôi, duỗi tay vung lên, một đạo màu bạc quan đoàn đột nhiên xuất hiện ở này lòng bàn tay, đem hắc ám hố động chiếu hết sức trong sáng, ở đình trú sau một hồi vẫn như cũ không hề thu hoạch, nhưng ở tính toán rời đi khi lại bỗng nhiên thoáng nhìn cắm ở trên thân cây trường mâu bạch y nam tử cao mày thân hình vừa động liền biến mất ở tại chỗ đêm khuya thôn trang đèn đuốc sáng trưng mấy chục khẩu người đều thần sắc khẩn trương hướng tới một chỗ sân nhìn xung quanh thực mau một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến là một người lão nhân thanh âm tiểu ngũ ngươi không sao chứ không gì đại sự chính là choáng váng đầu thiếu niên quen thuộc thanh âm vang lên vây quanh ở viện ngoại mọi người tức khắc ngực buông lỏng hắn hiện giờ là thôn trang này duy nhất một người tiểu hài tử tất cả mọi người phá lệ đau lòng hắn hắn bốn vị ca ca đều chết vào giả thú chi khẩu các thôn dân đều kêu hắn tiểu ngủ cũng coi như là đối kia bốn cái hài tử nhớ lại đi thiếu niên tên đầy đủ tần vũ thôn trang này tất cả mọi người họ tần liền cùng người một nhà giống nhau thân mục nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo bạch y nhân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện ở nơi xa hắn nhìn bãi ở góc tường trường mâu tức khắc thần sắc biến đổi không nói hai lời trực tiếp nâng lên tay phải sau đó bỗng nhiên ấn xuống trong nháy mắt phong vân đại tác phẩm không khí phản phất biến thành trầm trọng thạch khí bay thẳng đến thôn dân áp đi, cốt cách đập vụn thanh âm không dứt bên tai, rất nhiều người cũng chưa kêu ra tiếng liền bị áp thành một bãi thịt nát. Nguyên bản náo nhiệt sân đột nhiên an tĩnh xuống dưới, phòng nội lão nhân thần sắc đại biến, bước nhanh đi ra, nhưng đương hắn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi tức khắc thân hình mảnh rung, suýt nửa té xỉu. Tên kia bạch y nhân ảnh giống như tử thần giống nhau hướng tới lão nhân chậm rãi đi đến, hắn chỉ là tùy y thoáng nhìn, lão nhân liền ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Thình lình xảy ra yên tĩnh làm tần vũ rất là không khỏe, Hắn nằm sắp xuống giường đất nghi hoặc hướng ra ngoài đi đến, lại thấy được ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lão nhân. Nhất phẩm cư, Tần Vũ cảm thấy một trận choáng váng, đầu đau nhức lên, thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ngoại giới, lão giả hai mắt bỗng nhiên một ngưng, nhà tranh trước thiếu niên toàn thân run rẩy, cái tráng mồ hôi lạnh đầm đìa, một đoàn kim sắc ngọn lửa không chịu khống chế bay lên mà ra. Chương 816, kỳ dị ảo cảnh. Tuy nói chưa bao giờ tu luyện quá lớn ngày bất diệt thân, nhưng Tào Ngụy bằng vào chính mình kiếp trước siêu phàm lực lĩnh ngộ, không cần thiết mấy ngày liền hoàn toàn nắm giữ tu luyện tâm pháp yếu điểm. Một cổ nhàn nhạc kim hoàng sắc linh lực vần quanh Tào Ngụy toàn thân kinh mạch, hoàn chỉnh vận chuyển một cái chu thiên. Tào Ngụy thở vào một hơi, cơ thể đã thành, ngày sau chỉ cần ấn công pháp thượng tu luyện phương thức cần thêm luyện tập liền có thể. Mở ra cửa phòng, sân ngoại thổi tới một trận thoải mái thanh tân phong, Tào Ngụy duỗi người, một lần nữa cảm thụ được tự nhiên chậm rãi hô hấp, cảm giác này không cần quá hảo. Tuy nói Tào Ngụy kia sư phó tu vi giống nhau, nhưng bằng vào cùng trưởng giáo quan hệ, tông môn ban hắn một tòa tiểu linh sơn dùng để tu luyện cùng sinh hoạt tào ngụy cũng ở tại nơi này ngày thường sinh hoạt đảo cũng không có người quấy rầy ra sơn môn tào ngụy hãy còn triều ngự linh tông đại điện đi đến dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp được không ít sư huynh đệ xem tào ngụy chậm rãi đi qua từng người thấp giọng nghị luận lên tào ngụy không phải bị ngô sư huynh đánh thành trọng thương sao lúc này mới mấy ngày như thế nào lại sống bôn loạn nhảy ta xem hắn ngày đó liền không bị thương đều là giả vờ chính là ngô sư huynh tâm địa thiện lương không đành lòng thương tổn đồng môn sư đệ hắn khẳng định nhìn ra tới tào ngụy là trang nhưng là tùy y tào ngụy ngô sư huynh người thật tốt không phải vậy lúc ấy ngô sư huynh cùng tào ngụy chiến đấu ta cũng ở đây kia chờ thương thế cũng không phải là một cái nho nhỏ rèn thể cảnh liền trang ra tới ta xem tào ngụy bị thương là thật khôi phục là giả lần này xuống núi môn phỏng chừng là vì tìm hắn kia sư phó nghe nói tông môn phái lưu sư thúc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đúng là trong đại điện tào ngụy đối với một hàng trưởng lão hành lễ nói chư vị trưởng lão cũng biết sư phó của ta rơi xuống mấy ngày trước đây hắn nói với ta nói muốn tiến đến cùng trưởng giáo đòi lấy linh dược mấy ngày đi qua lại không thấy sư phó trở về núi đại trưởng lão thân cư địa vị cao nhìn tào ngụy lạnh lùng nói tông môn phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ chẳng lẽ còn yêu cầu chúng ta cùng ngươi công đạo sao tào ngụy tự nhiên không cần đệ tử chỉ là xuất phát từ quan tâm đệ tử cũng biết tông môn sẽ không đối sư phó của ta bất lợi chỉ là đệ tử muốn biết sư phó của ta chấp hành chính là gì nhiệm vụ hiện giờ thân ở nơi nào đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng ngươi chỉ là cái bình thường đệ tử không có quyền hỏi đến nếu không có việc gì liền lui ra đi nói xong vung ống tay áo hướng tới ngoài điện đi đến cũng không để y tới tào ngụy tào ngụy trong lòng thầm than một tiếng xem ra đến chính mình đi tìm dược liệu vừa lúc đi một chuyến chính dương thành đến nỗi đại trưởng lão thái độ tào ngụy lười đến cùng hắn chấp nhặt rốt cuộc cái này cấp bậc người không có tư cách lệnh tào ngụy tức giận ra đại điện sau tào ngụy đi tới nhiệm vụ đường cái này đường khẩu chuyên môn phụ trách đăng ký ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, đương nhiên, nếu không chấp hành nhiệm vụ, yêu cầu ra tông, cũng đến ở cái này đường khẩu tiến hành đăng ký, tuy rằng rườm rà, nhưng Tào Ngụy vẫn cứ tuân thủ tông môn giới luật, lập tức lấy tăng lên thực lực làm chủ yếu mục đích, không cần thiết phiền toái vẫn là thiếu chọc. Cầm nhiệm vụ đường sư huynh cấp thân phận bài, Tào Ngụy tính toán xuống núi rời đi Ngự Linh Tông. Tào Ngụy đi đến sơn môn, phát hiện phía trước thình lình đứng ba cái người quen, ba người đều là người mặc bạch y, thần sắc kiêu ngạo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng này ba người trung gian vị kia đó là đem tào ngụy này trọng sinh chi thân đánh tàn phế ngô phàm thân đệ đệ ngô long tào ngụy mày nhăn lại nói ba vị sư huynh đây là y gì hừ ngô phàm cười lạnh một tiếng ngươi rất có thể bị đánh sao ba ngày không đến cũng đã có thể xuống giường đi đường tào ngụy nhìn chằm chằm ngô long nhàn nhạt nói sư huynh nếu vô hắn sự ta liền đi trước ngay sau đó liền hướng dưới chân núi đi đến ngô long mày nhăn lại hắn thực chán ghét tào ngụy này phó vân đạm phong kinh bộ dáng đối với tào ngụy bóng dáng quát lớn đứng lại ta làm ngươi đi rồi sao tào ngụy dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn ngô long ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ta đuổi thời gian có chuyện liền chạy nhanh nói hừ ngươi này phế vật cũng dám như vậy đối ta nói chuyện tào ngụy ta hôm nay liền đem lời này phóng nơi này tưởng xuống núi từ ta dưới hán bò qua đi đi ngô long lạnh lùng nói tào ngụy mày một chọn ngữ khí không mặn không nhạt sư huynh không khỏi quá khi dễ người đi ngô long khi dễ ngươi làm sao vậy? Các ngươi sơn môn đều là phế vật, ngươi là tiểu phế vật, sư phó của ngươi là lão phế vật, ngươi. Nhưng mà, Ngô Long những lời này lại không có nói xong, bởi vì hắn cũng không nói ra được, hắn căn bản không thấy rõ Tào Ngụy là như thế nào đến trước mặt hắn, giờ phút này Tào Ngụy tay chính nhéo cổ hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Ngô Long cả người rùng mình một cái, bởi vì Tào Ngụy ánh mắt thật là đáng sợ, lạnh nếu băng phong, Ngô Long tưởng nuốt nước miếng lại nuốt không đi xuống, tiếp hầu giật giật, lại bị Tào Ngụy trảo càng khẩn. Tào Ngụy nhìn chầm chầm Ngô Long, từng câu từng chữ nói, về sau lại làm ta nghe được ngươi nói sư phó của ta, ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Nói xong liền đem Ngô Long quăng đi ra ngoài, xoay người rời đi. Ngô Long ngồi dưới đất, che lại cổ mồm to thở hỗn hển, hắn vừa mới rõ ràng từ Tào Ngụy trong ánh mắt cảm nhận được sát y, cái loại cảm giác này làm hắn như trụy hầm băng, toàn thân lạnh băng, Ngô Long nhìn Tào Ngụy bóng dáng, nghĩ mà sợ mà nói, này Tào Ngụy, có điểm không thích hợp. Bên cạnh hai cái bạch y nam tử đồng dạng cả người mồ hôi lạnh, ấp úng nói, nếu không, nếu không nói cho Ngô Phàm sư huynh. Ân. Ngô Long gật gật đầu, xoay người hướng Sơn Môn nội đi đến. Ngô Long sau khi biến mất, tự Sơn Môn một bên đi ra một vị râu bạc trắng lão giả, nhìn Tào Ngụy rời đi phương hướng, vuốt ve râu âm thầm gật đầu, tiểu gia hỏa này ăn đốn đánh ngược lại trở nên thú vị đi lên. Chính Dương Thành ở vào thập vạn đại sơn trung tâm khu vực, là thập vạn đại sơn duy nhất thành trì, dân cư ngàn vạn, khoảng cách Ngự Linh Tông cũng bất quá mấy chục dặm, Tào Ngụy ven đường đi rồi ba ngày liền đã tới chính dương thành đầu đường đều là bày quán người bán trong thép to chính mình thương phẩm hy vọng lui tới tu sĩ có thể coi trọng mắt muôn hình muôn vẻ tu sĩ nối liền không dứt hỗn loạn người bán trong thanh âm trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng náo nhiệt vô cùng tàu ngụy toàn thân đều bao vây ở màu đen trường bào thật lớn mũ choàng đem tàu ngụy khuôn mặt bao phủ ở bên trong nghiễm nhiên một bộ kẻ thần bí bộ dáng tàu ngụy mục tiêu cực kỳ minh xác khi đó là mua sắm chính mình yêu cầu linh thảo đi ngang qua bên đường người bán trong bãi quầy hàng những cái đó người bán trong cũng không có lôi kéo tào ngụy giới thiệu chính mình thương phẩm ở chính dương thành trà trộn nhiều năm thức người sắc mặt vẫn phải có tào ngụy hiển nhiên là bọn họ nhìn không thấu kia loại người cũng tự trêu chọc một chút sẽ sấm hạ mầm tai họa tào ngụy đi đến một nhà nhìn như bình thường cửa hàng trước cửa ngừng lại cửa hàng bản hiệu qua loa mà viết dược hương các ba chữ hiển nhiên là gia linh dược cửa hàng tào ngụy âm thầm suy nghĩ một lát đi vào cửa hàng nội trang trí cực kỳ bình thường cùng tầm thường cửa hàng cũng không khác nhau chỉ là ngẫu nhiên có nhàn nhạt dược hương xông vào mũi trong tiệm bày một loạt dược quầy dựt trước quầy mặt là một cái bàn nhỏ, giờ phút này bàn nhỏ thượng chính nằm bò một cái tao lão nhân, còn buồn ngủ, một bộ này cửa hàng cùng ta không quan hệ bộ dáng. Tào Ngụy ho nhẹ một tiếng, tao lão nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tào Ngụy, nhưng Tào Ngụy toàn thân đều khóa lại áo đen, hắn cũng nhìn không thấu Tào Ngụy tuổi tác tu vi, nhìn lâu không có kết quả, tao lão nhân lúc này mới chính vừa nói nói, đạo hữu Quan Lâm bị xá, không biết yêu cầu chút cái gì. Chương 817, tự thật tự giả. Ở này sau lưng, kỳ lân trên bản vẽ tam đầu kỳ lân phản phất sống lại giống nhau kim sắc ngọn lửa ở thiếu niên thân thể thượng thiêu đốt không ngừng quanh quẩn ở kỳ lân trên bản vẽ cực kỳ thần dị có cổ xưa mãn hoang hơi thở ập vào trước mặt kim sắc ngọn lửa hóa thành kinh cổ tự ở thiếu niên bối thượng bay ra lại dần dần hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể cái này quá trình tự hồ cực kỳ thống khổ lão giả cao mày hướng tới thiếu niên chuyển vận một cổ nhu hòa linh lực người sau thống khổ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới ở kỳ lân dị tượng biến mất lúc sau thiếu niên tinh bị lực tẩn đổ xuống dưới, lâm vào hôn mê. Lão giả thở dài một tiếng, đem thiếu niên bế lên, phóng tới nhà tranh trên giường đất, ánh mắt lập lòe. Ta ẩn giấu ngươi nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm làm ngươi xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Tần gia hậu nhân, không ứng như thế. Tinh thần giới nội, Tào Ngụy ngồi xếp bằng ở trong hư không phun nạp điều tức, trong cơ thể tiên kiều đã hoàn toàn củng cố, hiện giờ tính ra Tào Ngụy cũng đạt tới tiên kiều cảnh đỉnh, tùy thời đều có thể sáng lập mệnh cung. Nhưng là giới ngoại sinh linh vẫn như cũ là cái mối họa, Tào Ngụy không thể bế quan, liền sợ những người này lại lần nữa vọt tới. Năm đại nhập khẩu toàn bộ đều liên thông ở tinh thần giới nội, chư trời có đạo trời phát tắc hạn chế đế giả tu sĩ ngược lại không có uy hiếp, uy hiếp lớn nhất lại là những cái đó thọ luân cảnh đỉnh tu sĩ. Theo thiên đạo sống lại tới rồi đuôi kỳ, thiên địa đối ngoại người tới áp chế cũng dần dần yếu bớt. Khoảng thời gian trước lại có hồng tộc sinh linh vượt giới mà đến, nhưng là trừ bỏ một người đế giả bị áp chế thảm không nở nhìn lại, còn lại tạo hóa tam cảnh tu sĩ thế nhưng không chịu một tia ảnh hưởng thiên đạo sắc vô khuyết, liền tại đây đoạn thời gian. Tào Ngụy không có lơi lỏng, tuy rằng vẫn luôn đều đải ở tinh thần giới nội, nhưng chư thiên sự Tào Ngụy trong lòng biết rõ ràng. Phản phất đã chịu chư thiên ảnh hưởng, thiên trận ở yên lặng mấy năm lúc sau cũng bắt đầu khôi phục, tinh thần giới đại địa một mảnh lưu ly làm vinh dự thịnh, khắp nơi đều có thần dị chi sắc, ngũ phương đại địa trong một góc trầm tịch cổ xưa trận pháp hoa văn càng thêm rõ ràng, kế phong chi trận sau, còn lại bốn tòa đại trận cũng sống lại lăn tới. Cái này trong quá trình, Tinh thần giới lãnh thổ quốc gia như cũ đang không ngừng khuếch trương, biến đại. Bên cạnh hư vô mảnh đất như cũ tràn ngập quỷ bí, Tào Ngụy đến nay đều không rõ ràng lắm tinh thần giới ở thế giới này cái nào gốc, tinh thần giới bên cạnh tràn ngập hỗn loạn hỗn độn cùng quy tắc chi lực, ở một mảnh hư vô trung diễn biến thế giới mới. Cái này tốc độ tuy rằng thông thả, lại là chân thật tồn tại. Tào Ngụy ánh mắt chớp động, nhìn tinh thần giới cuối suy nghĩ muôn vàng, hiện giờ giới ngoại sinh linh cho hắn áp lực quá lớn, liền tính ở chư thiên nội Tào Ngụy tạm thời vô địch, nhưng là giới ngoại sinh linh trung đế giả tự hồ mãn đường cái đều là cũng khó trách đối phương xưng chư thiên vì mang di nơi này cường bỉ nhược không có gì hảo thuyết cần thiết đến biến cường Tàu ngụy hít sâu một hơi rốt cuộc tính toán làm ra cái kia ở trong lòng xuất hiện thật lâu thật lâu y niệm tinh thần giới đến tột cùng ở phương nào là thời điểm đi gặp Tàu ngụy chậm rãi đứng dậy dựng thân hư không nhìn xa tinh thần giới cuối nơi đó thổ địa ở thông thả kéo dài ở cuối toàn là một mảnh hỗn độn vô tự nơi không biết đi thông nơi nào loại này không tồn tại quy tắc mảnh đất là cực kỳ đáng sợ hiểm địa cửu châu thiên địa sụp đổ sau xuất hiện vô số không gian loạn lưu khi đó là vô tự hỗn loạn không gian mà giờ phút này tinh thần giới cuối thế nhưng cũng có loại đồ vật này tào ngụy không cấm trong lòng ngưng trọng làm từng bước tăng lên cảnh giới quá mức với thông thả tào ngụy muốn thác tích tân kính nếu tào ngụy không đoán sai tinh thần giới dần dần khôi phục là bởi vì nào đó khởi nguyên chi lực tào ngụy đi vào tinh thần giới cuối nơi này đang xen hỗn loạn cực kỳ đáng sợ rách nát không gian loạn lưu tùy y có thể thấy được, đây là có thể đem đế giả đều xé thành mảnh nhỏ khủng bố lực lượng, căn bản không phải sinh linh có thể chống cự. Không có do dự, tàu Ngụy trực tiếp trốn vào không gian hắc động, đây là hiện tại duy nhất có thể thông qua này phiến hỗn loạn nơi duy nhất biện pháp. Tuy rằng không gian hắc động liên tiếp, chính là nơi này. Tàu Ngụy hít sâu một hơi, chính màu linh lực trào ra, bảo vệ mình thân, theo sau một bước bước ra, ở một mảnh hắc ám hỗn loạn trung chậm rãi đi trước, quanh thân thường thường có không gian loạn lưu dũng quá, nhưng may mà cũng không lo ngại. Lướt qua tinh thần giới cuối lúc sau, Tào Ngụy trước mặt đó là một mảnh hư vô hắc ám, tuy rằng đang ở không gian hắc động nội, nhưng là chung quanh kích động hỗn loạn hơi thở như cũ làm Tào Ngụy cau mày. Nơi này bất đồng với tầm thường không gian hắc động, một tia một sợi màu đen loạn lưu từ Tào Ngụy bên cạnh người xuyên qua mà qua, phiêu lưu hướng về phía nơi xa. Nơi này cơ hồ không tồn tại bất cứ thứ gì, là một mảnh tĩnh mịch hư vô. Cuồn cuộn vô ngần lỗ trống. Tào Ngụy không cấm cau mày, Tinh thần giới là sao trời tháp thứ 9 tầng bên trong không gian, từ sao trời tâm liên thông, là sớm đã tan biến 10 giới chi nhất sao trời môn môn chủ tập hợp một giới chi lực diễn biến mà thành. Hiện giờ nó ở khôi phục thành lúc trước tinh thần giới bộ dáng, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Xuất hiện ở một cái tỉnh mịch không tồn tại sinh mệnh địa phương, nơi này đang xen chỉ có hỗn loạn cùng vô tự, là hư vô. Đột nhiên, Tào Ngụy ánh mắt chợt lóe, buồn bã nói, nếu tân thế giới ra đời với hư vô đâu? Cái này y tưởng thực đáng sợ, tào ngụy không cấm trầm tư lên hắn từng ở vùng cấm chi chủ cùng y tiểu sư phó nơi đó đều nghe được quá quan với khởi nguyên nói tuy rằng mơ hồ nhưng tào ngụy trong lòng đại khái cũng có một ít suy đoán về cái này phức tạp thế giới tự hồ tồn tại vô số tiểu thế giới liền cùng thương lan giới giống nhau tiểu giới vô số kể mỗi cái thế giới đều có được độc đáo thiên đạo một giới tan biến là lúc thiên đạo sụp đổ quy về hư vô khi tự hồ chính là cái gọi là khởi nguyên nơi tinh thần giới ra đời với khởi nguyên nơi hơn nữa đang không ngừng hướng tới đại giới trưởng thành cái này y tưởng quá mức với đáng sợ tào ngụy chẳng qua tưởng thông qua tinh thần giới tới tăng lên thực lực của chính mình nhưng hiện giờ chỗ đã thấy lại quá mức với mơ hồ đại giới khởi nguyên ai lại nói rõ ràng tu sĩ cũng bất quá là một mảnh thiên địa hạ sinh linh có thể siêu thoát thiên đạo trói buộc lại có mấy người tào ngụy không cấm trầm tư lên tinh thần giới cuối tuy rằng thần bí nhưng là cái gì đều không có toàn là một ít vô tự phát tắc chi lực đối tu luyện không có bất luận cái gì trợ giúp con đường này đi không thông, đến khát tích tân kính. Tào Ngụy cao mày, xoay người quay trở về tinh thần giới. Tinh thần giới từ đầu đến cuối ở tự hành khôi phục, Tào Ngụy trừ bỏ cung cấp một ít linh khí ở ngoài cơ hồ không có can thiệp quá, hiện giờ xem ra loại này, bản năng còn ở liên tục, Tào Ngụy không tính toán can thiệp quá nhiều. Giới ngoại sinh linh trừ bỏ mấy ngày trước đây hồn tộc có người tiến vào ngoại đột nhiên yên lặng xuống dưới, hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Tào Ngụy dựng thân trong hư không, nhìn xuống phía dưới điều tức áo đen đế giả nhíu mày, bọn họ yên ổn ngoài dự đoán, tự hồ không chút nào lo lắng tự thân sẽ ra cái gì trạng huống giống nhau. Mỗi nhất thời khắc, áo đen đế giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tào ngụy nơi hư không, đột nhiên nói, ngươi tự cho là một phương mãn hoang nơi thiên đạo quy tắc có thể trấn áp ta đến bao lâu. Chương 818, Tinh thần giới cuối Tào Ngụy hai mắt hiếp lại nhìn chầm chầm áo đen đế giả, không nói một lời, thiên đạo chân chính vô khuyết là lúc liền sẽ không lại đối ngoại giới sinh linh bài xích, chuyện này Tào Ngụy chính mình cũng trong lòng biết rõ ràng, nhưng là liền trước mắt mà nói, cái này quá trình ít nói cũng muốn mấy năm thời gian. Cho nên liền tính áo đen đế giả nói như vậy, Tào Ngụy cũng hoàn toàn không lo lắng. Ở chư thiên nội muốn tăng lên tu vi tuy rằng được không nhưng tốc độ quá chậm, ở thiên mệnh xuất hiện phía trước, cơ hồ không có cơ duyên tái xuất hiện, Tào Ngụy hiện tại yêu cầu chính là có thể chống lại dị vực cùng giới ngoại sinh linh cường đại chiến lực, tiên kiều cảnh quá yếu. Tào Ngụy nhìn chầm chầm thần thái tự nhiên áo đen đế giả khóe miệng khẽ nhất, cười nói, ngươi như vậy cho chính mình thêm can đảm ta cũng không gì hảo thuyết, bất quá ta cũng sẽ không làm ngươi tại đây quá quá dễ chịu. Áo đen đế giả hai mắt hơi co lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Tào Ngụy. Tiếp theo nháy mắt, tinh thần giới pháp tắc với vô hình trung trấn áp mà đến, người áo đen toàn thân rung lên, bị áp chế gắt gao, không thể động đậy, Tào Ngụy duỗi tay một chọn, chém xuống người áo đen tay phải, gỡ xuống những không gian sau xoay người mà đi, chỉ để lại sắc mặt âm trầm áo đen đế giả. Tinh thần giới nội một tòa linh sơn thượng, Tào Ngụy nhìn chằm chằm Huyền phù ở trên hư không trận bàn thần sắc chớp động này trận bàn nội ẩn chứa khổng lồ không gian pháp tắc, hơn nữa là từ chư thiên ngoại mà đến. Mượn cái này trận bàn, Tào Ngụy có thể trực tiếp đi trước người áo đen tới địa phương. Đại hạ thần triều sao? Tào Ngụy cười lạnh một tiếng, ngoại giới dù cho so chư thiên cường đại hơn nhiều, nhưng đối với Tào Ngụy mà nói đơn giản là một chỗ thí luyện trường thôi. Tinh thông không gian trận pháp Tào Ngụy không ngừng mân mê trận bàn, ước chừng qua ba ngày thời gian, ở ngày thứ tư tảng sáng là lúc Tào Ngụy sung huyết hai mắt bỗng nhiên bắn ra một sợi ánh sao, trận bàn bay ra đón gió bạo trướng, hóa thành trượng đại huyền phù ở linh sơn thượng. Từng đạo không gian pháp tắc đang xen, hóa thành một đạo kim sắc môn hộ, đồng dạng không biết chỗ. Tào Ngụy đứng dậy, nháy mắt biến mất ở môn hộ phía sau. Tinh thần giới nội lần nữa quy về yên lặng, này tòa linh sơn thượng trận bàn lặng yên ẩn ở trong hư không, không thấy tung tích. Kim sắc thông đạo nội, chung quanh đều là màu đen không gian loạn lưu, nơi này hung hiểm dị thường, mạnh mẽ lợi dụng trận pháp mở ra hai giới thông đạo đại giới lớn đến cực điểm. Tào Ngụy nhìn đến thông đạo hai sườn Phật phòng một ít thi cốt, khi đều là sáng lập này thông đạo khi chết đi tu sĩ. Vì tiến vào chư thiên những người này thật đúng là hao tổn tâm huyết. Vì tìm kiếm trường sinh vật chất. Tào Ngụy cười lạnh một tiếng, xem ra thứ này thực hi hữu, dẫn tới người ngoài mơ ước, chỉ là đáng tiếc bọn họ cũng không hiểu biết hiện giờ chư thiên, cái gọi là trường sinh vật chất đã không tồn tại. Không gian thông đạo dị thường dài lâu, Tào Ngụy tiến vào nơi này đã 7 ngày thời gian, ngày này, một cổ kỳ dị cảm giác nảy lên trong lòng, Tào Ngụy đột nhiên cảm giác thân mình một nhẹ, phản phất bao phủ ở tự thân vô hình gông xuyên biến mất giống nhau. Tào Ngụy quay đầu lại nhìn lại, kim sắc thông đạo thế nhưng biến mất, mà chính mình cũng xuất hiện ở một mảnh cuồn cuộn vô ngần sao trời bên trong. Đã thoát ly chư thiên sao? Tào Ngụy nhìn phía sau hư không cao mày, khó trách chỉ có thiên đạo sống lại khi giới ngoại sinh linh mới có thể bắt giữ đến chư thiên tồn tại, liền tính là Tào Ngụy giờ phút này đều rất khó phát hiện dấu ở sao trời cuối hư không mặt sau, còn sẽ là một phương tàn phá đại giới. Vạn dặm sao trời vô biên vô ngần, nơi này đó là giới ngoại, không có thiên đạo trói buộc, Tào Ngụy cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, thậm chí có loại chiến lực tăng cường ảo giác. Có lẽ siêu thoát với giới ngoại, mới có thể chân chính biến cường, không thể cực hạn với một góc nơi. Tào Ngụy thấp giọng tự nói, lòng bàn chân kim quang hiện lên, hướng tới sao trời chỗ sâu trong phi độn mà đi. Nơi này quả thực quá khổng lồ, nơi nơi đều lập lòe tinh quang, chỉ là đồng thời, Tào cũng rất nghi hoặc, giới ngoại đó là sao trời, khi cái gọi là đại hạ thần triều lại ở nơi nào. Hiện giờ xem ra thật là có điểm không hiểu ra sao trước kia có chí tôn điện phủ gia dê cuốn làm chỉ dẫn nơi đó mặc thu nhận sử dụng đương kim chư thiên sở hữu địa phương nhưng là giới ngoại nhưng bất đồng tào ngụy sờ sờ cầm mày đột nhiên vừa nhíu ở này phía sau có lưỡng đạo khủng bố hơi thở nghiền áp mà đến tào ngụy nháy mắt trốn vào không gian hắc động khi lưỡng đạo hơi thở một trước một sau bay nhanh đụng tới ở lướt qua tào ngụy khi không có một tia dừng lại bay thẳng đến phương xa mà đi phía trước người nọ quần áo tả tơi thân thể thượng tràn đầy vết thương hơi thở tuy mạnh lại cũng là nỏ mạnh hết đà mà truy ở hắn phía sau người nọ hiển nhiên trạng thái càng tốt. Đây là một hồi đuổi giết. Hai gã thọ luân cảnh tu sĩ chi gian ân oán, tào ngụy sờ sờ cầm, theo sát sau đó. Này hai người tự hồ có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau, phía sau người nọ theo đuổi không bỏ, rốt cuộc ở một tòa thật lớn sao trời thượng ngừng lại. Bị đuổi giết giả cả người là huyết rơi xuống vào phía trước sao trời nội một tòa sơn mạch trung, phía sau người nọ nhanh chóng nhảy vào, tào ngụy cũng theo sát sau đó. Oanh! Tào ngụy vừa mới cảm thấy, phía trước lại truyền đến một trận cực đoan khủng bố thật lớn nổ mạnh thọ luân cảnh tu sĩ bị bức đến tự bạo thần hồn khi chờ uy năng thổi quét cả tòa núi non làm mặt sau đuổi giết người nọ cũng suýt nửa ngã xuống tào ngụy không cấm hai mắt hiếp lại ở nổ mạnh dư ba tan đi khi tào ngụy nhìn sụp xuống núi non không cấm đôi mắt một hai một gốc cây màu trắng kỳ dị đóa hoa chính phiêu phù ở cái kia hố to phía trên toàn thân tản ra thánh khiếp ánh sáng ở một người thọ luân cảnh tu sĩ tự bạo hạ bảo tồn hoàn hảo thần hoa thứ tốt a à. tào ngụy sờ sờ cầm Hướng tới bạch hoa bay qua đi. Tên kia bị thương nặng tu sĩ nhìn bạch hoa tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không có sốt ruột lấy đi, ngược lại là ngồi xếp bằng ở nơi đó tại chỗ điều tức. Này viên sao trời không có vài tên tu sĩ, hắn cũng không lo lắng bị người đoạt đi. 15 phút sau, đương hắn lần nữa mở to mắt hướng tới bạch hoa nhìn lại khi, cả người đều không tốt. Hắn kinh hoảng thất thố vọt tới bạch hoa lúc trước nơi vị trí, đầy mặt nôn nóng nói, sao lại thế này a, à, vừa mới rõ ràng còn ở cái này xong rồi, các chủ muốn làm thịt ta sao trời trung tào ngụy đánh giá thần dị bạch hoa kinh ngạc cảm thán liên tục không cấm cảm thán giới ngoại thần vật không tầm thường này cây không biết tên bạch hoa có thể tăng cường tu sĩ linh hồn chi lực hơn nữa tăng phúc rất lớn khó trách kia hai người vì này ngoạn y mệnh đều từ bỏ tào ngụy tháo xuống một mảnh lá cây nhét vào trong miệng nhấm nuốt một cổ nhu hòa lực lượng dung nhập nguyên anh này hoa đối linh hồn chi lực tăng phúc quá cường một mảnh lá cây mà thôi liền làm tào ngụy thoải mái không thôi thứ tốt a à, đến chậm rãi hưởng dụng. Tào Ngụy nói liền đem bạch hoa nhét vào hải nạp bách xuyên, đồng thời lấy ra một trương bản đồ, đây cũng là tự bạo tên kia tu sĩ lưu lại. Tuy rằng hủy hoại hơn phân nữa, nhưng ít ra vẫn là có điểm trợ giúp. Đây là một kiện cấp thấp linh khí. Tào Ngụy rót vào tự thân linh lực sau trên bản đồ đột nhiên xuất hiện một cái quan điểm, đây cũng là Tào Ngụy hiện tại nơi vị trí. Tào Ngụy nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện này phiến tinh vực có không ít nổi danh đầu đại tinh, bên trong chẳng những có tu sĩ sinh tồn, còn có không ít truyền thừa thế lực, xem ra giới ngoại chính là một mảnh sao trời, mỗi viên sao trời chính là ba nghìn châu Linh Sơn giống nhau tu luyện nơi. Tào Ngụy sờ sờ cầm, đối với ngoại thế giới cũng có bước đầu hiểu biết. Chương 819, Chư Thiên Ngoại Đồng thời, Tào Ngụy lại lấy ra tên kia tự bảo tu sĩ lưu lại mặt khác một kiện đồ vật. Là một cái thần bí màu đen tráp, ở nổ mạnh trung cũng chỉ có này ba thứ bảo tồn xuống dưới, Tào Ngụy thật cẩn thận mở ra màu đen tráp, không cấm nhíu mày, nơi này trải ra một trương bàn tay đại màu đen gia thú, hoặc nhìn niên đại xa xăm, rất là thần bí bị người đuổi giết cũng không phải không có đạo ly, thằng nhãi này cổ quái đồ vật nhưng thật ra không ít. Tào Ngụy lấy ra màu đen gia thú, lăn qua lộn lại đánh giá, hoặc nhìn trừ bỏ thần bí bên ngoài không gì đặc điểm, gia thú thượng cái gì đều không có. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Tào Ngụy phía sau sao trời trung đột nhiên truyền đến một cổ cường đại uy áp, lúc trước tên kia đuổi giết giả thế nhưng tìm tới nơi này tới. Tào Ngụy đem gia thú màu đen trác cùng thu vào hải nạp bách xuyên, lúc này mới xoay người hướng tới sao trời nhìn lại. Thật mau, tên kia tu sĩ liền vọt lại đây, hắn vẽ mặt nghi hoặc nhìn tào ngụy mày nhíu lại nhăn người trẻ tuổi người có thể thấy được quá một đóa kỳ hoa cùng một cái màu đen tráp người này mở miệng đảo cũng không có trực tiếp đề ra nghi vấn tào ngụy buông tay lắc đầu nói không có người này gật gật đầu trong đôi mắt nghi hoặc càng sâu hắn hướng tới phía trước chậm rãi đi đến trong tay một mặt cổ xưa lệnh bài thượng nhưng vẫn sáng lên một cái quan điểm quan điểm lập lòe không ngừng rất là chói mắt hắn giơ lệnh bài hướng tới phía trước chạy đi nhưng vừa mới đi ra vài bước kia quan điểm liền ảm đạm xuống dưới. Tên này tu sĩ mày nhăn lại, lại điều chỉnh phương vị, khắp nơi trà quán, nhưng là vô luận hướng tới phương hướng nào, lệnh bài thượng quan điểm đều không bằng lúc trước như vậy sáng ngời. Kỳ quái. Hắn cao mày, xoay người lại nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Tào Ngụy, Tào Ngụy cảnh giới bại lộ ở trong mắt hắn, một người tiên kiều cảnh mà thôi quả quyết không có khả năng ở kia tràn nổ mạnh trung tồn tại xuống dưới, càng đừng nói nhân cơ hội cướp đi bảo bối của hắn. Nhưng là các chủ cấp lệnh bài không có khả năng xuất hiện sai lầm tên này tu sĩ đầu có điểm đại hắn vòng quanh tàu ngụy đi rồi mấy vòng như cũ là giống nhau kết quả chỉ có lệnh bài tiếp cận tàu ngụy thời điểm cái kia quan điểm mới có thể nhất lượng tàu ngụy khoanh tay trước ngực đối hải nạp bách xuyên vẫn là rất có tin tưởng người này không có khả năng tìm đến đồng thời tàu ngụy cũng tò mò a lên kia gia thú rốt cuộc là thứ gì làm người này như thế coi trọng tên này tu sĩ đỉnh đầu nghi hoặc cùng cái vô đầu rùi bỏ giống nhau khắp nơi đảo quanh trên mặt viết đại đại nôn nóng hai chữ tàu ngụy sờ sờ cầm nói đại ca ngươi nói cái kia đồ vật có gì đặc thù sao nói không chừng ta thật nhìn thấy quá người này nghe vậy ngừng lại y vị thâm trường nhìn mắt tào ngụy sau mở miệng nói chính là một cái màu đen tráp bên trong phóng nhà ta các chủ bảo bối quả nhiên là vì gia thú mà đến tào ngụy nga một tiếng sau hai mắt lập lòe khóe miệng hơi hơi dơ lên cái kia đại ca tào ngụy mở miệng nói tên kia tu sĩ nghe vậy xoay lại đây nhưng mà dây tiếp theo lại nhìn đến một cái bao các đại nắm tay đón đầu tạp tới hắn vốn là thương thể Hiện giờ bị Tào Ngụy sau lưng đánh lén, căn bản vô pháp chạy thoát, đừng nói Tào Ngụy không phải giống nhau tiên kiều cảnh, liền tính là chân chính tiên kiều cảnh tu sĩ tới muốn giải quyết hắn cũng không phải rất lớn vấn đề. Một quyền tạp vựng tên này tu sĩ sau Tào Ngụy lúc này mới vẻ mặt ấy náy nói, thật sự ngượng ngùng, xã hội chính là như vậy hiểm ác, đại ca ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Một bên tại đây danh tu sĩ trong cơ thể thiết hạ cấm chế, Tào Ngụy một bên đối với hắn sư hồng lên. Thực mau, về màu đen gia thú sở hữu tin tức Tào Ngụy rõ như lòng bàn tay. Thánh là các Tào Ngụy lẩm bẩm, cái này thế lực tự hồ là phát hiện thứ gì, đem sở hữu tình báo đều giấu ở Tam Trương màu đen gia thú tính toán đưa hướng Đại Hạ thần triều. Đại Hạ thần triều rốt cuộc xuất hiện ở Tào Ngụy trong tầm nhìn. Tào Ngụy sờ sờ cầm, mặt khác hai khối gia thú rơi xuống hắn cũng rất rõ ràng, cái kia Đại Hạ thần triều người đã đi trước nơi đó, hiện giờ liền kém Tào Ngụy trong tay này một khối. Có ý tứ, ta phải đi thấu cái náo nhiệt. Tào Ngụy nhìn mắt dưới chân nam tử, hướng tới sao trời nơi nào đó cấp tốc phi độn mà đi này phiến sao trời cuồng cuộn vô ngần khắp nơi đều che kín khổng lồ sao trời rất nhiều thế lực truyền thừa đều cắm rễ ở sao trời thượng trừ bỏ một ít tu sĩ tồn tại sao trời một ít cổ xưa sao trời còn lại là đánh mất linh vận không có biện pháp làm tu hành nơi có không ít sao trời cứ như vậy hoang phế xuống dưới thành phế tinh nhưng là ở vô số phế tinh trung luôn có một ít địa phương có được cơ duyên tào ngụy muốn đi kia viên sao trời đó là một viên vứt đi rất cổ tinh này viên màu xám sao trời rách nát bất kham nhưng trong khoảng thời gian này lại đột nhiên xuất hiện sống lại dấu hiệu. Một ít cổ xưa Việt trồi lên mặt nước, rất nhiều truyền thừa thế lực xua như xua Việt, đều tưởng phân một ly canh. Một phương cổ mà chung quanh chiếm cứ vô số tu sĩ, vô số khổng lồ chiến thuyền huyền phù trong hư không, cường giả uy áp lệnh người không thở nổi, đều là một đám thọ luân cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả. Một con thuyền chiến thuyền bong tàu thượng đứng vài tên quần áo đẹp để quy giá nam tử, trong đó một người đầu đội tử Kim Ngọc Quang, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm bên cạnh người lão giả thánh lạc các làm việc ta cũng không nghi ngờ nhưng là lúc này đây các ngươi quá làm ta thất vọng rồi nam tử mở miệng ngữ khí lạnh băng đẹp đẽ quy giá lão giả lập tức cũng hạ thân mình vẻ mặt xin lỗi nói các nội xảy ra chuyện đã phái người đi giải quyết so sánh với thực mau sẽ có tin tức chỉ hy vọng như thế đừng làm cho ta chờ lâu lắm nam tử lạnh nhạt ra tiếng xoay người vào thuyền nội nhã cát tùy hắn cùng tiến vào còn có một người tuổi thanh xuân nữ tử không bao lâu nhã các nội liền truyền ra kiều diễm chi âm chiến thuyền thượng tu sĩ sắc mặt bất biến, tự hồ tập mãi thành thói quen. Lão giả nhìn phía dưới sụp xuống núi non ngưng thanh nói, từng đại sư người đâu? Hồi các chủ, từng đại sư cùng khả bắn quốc người mang đi, đến nay chưa hồi. Một người tu sĩ tiến lên nói. Lão giả hừ lạnh một tiếng, duỗi tay lấy ra hai khối màu đen da thú, thế nhưng cùng tào ngụy trong tay giống nhau như đúc. Nói cho từng đại sư, một canh giờ nội nhìn không tới người khác, tự gánh lấy hậu quả. Là. Tên này tu sĩ kinh sợ rời đi chiến thuyền, hướng tới núi non một thác đầu bay qua đi. Trong hư không, Tào Ngụy rất là vô ngữ nhìn lão giả cùng phương xa núi non kia đầu đồng dạng xa hoa chiến thuyền, nói, thượng tầng tu sĩ chi gian câu thông đều là như thế này ngươi lừa ta gạt sao? Muốn ta nói trực tiếp tiến lên đem người trảo trở về không phải được. Ai? Lão giả nghe vậy càng giận, xoay người hướng tới hư không nhìn lại, nơi đó một trận vặn vẹo, Tào Ngụy thảnh thơi thảnh thơi đi ra. Ngươi là người phương nào, cũng dám thượng hoàng thuyền. Lão giả hai mắt hiếp lại, hắn thế nhưng không phát hiện tào ngụy là như thế nào lên thuyền ta a à. ta chính là một người tán tu nghe nói này viên cổ tinh có tạo hóa ta lại đây nhìn nhìn tào ngụy buông tay nơi này không có một người đế giả tào ngụy không sợ gì cả người trẻ tuổi thật sự không biết trời cao đất dày chương 820, màu đen gia thú đồng thời tào ngụy lại lấy ra tên kia tự bảo tu sĩ lưu lại mặt khác một kiện đồ vật là một cái thần bí màu đen tráp ở nổ mạnh trung cũng chỉ có này ba thứ bảo tồn xuống dưới Tào Ngụy thật cẩn thận mở ra màu đen tráp, không cấm nhíu mày, nơi này trải ra một trương bàn tay đại màu đen da thú, hoặc nhìn niên đại xa xăm, rất là thần bí. Bị người đuổi giết cũng không phải không có đạo ly, thằng nhãi này cổ quái đồ vật nhưng thật ra không ít. Tào Ngụy lấy ra màu đen da thú, lăn qua lộn lại đánh giá, hoặc nhìn trừ bỏ thần bí bên ngoài không gì đặc điểm, da thú thượng cái gì đều không có. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Tào Ngụy phía sau sao trời trung đột nhiên truyền đến một cổ cường đại uy áp, lúc trước tên kia đuổi giết giả thế nhưng tìm tới nơi này tới. Tào Ngụy đem gia thú màu đen rác cùng thu vào hải nạp bách xuyên, lúc này mới xoay người hướng tới sao trời nhìn lại. Thực mau, tên kia tu sĩ liền vọc lại đây, hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tào Ngụy, mày nhíu lại nhăn. Người trẻ tuổi, người có thể thấy được quá một đóa kỳ hoa cùng một cái màu đen rác. Người này mở miệng, đảo cũng không có trực tiếp đề ra nghi vấn. Tào Ngụy buông tay, lắc đầu nói, không có. Người này gật gật đầu, trong đôi mắt nghi hoặc càng sâu. Hắn hướng tới phía trước chậm rãi đi đến, trong tay một mặt cổ xưa lệnh bài thượng nhưng vẫn sáng lên một cái quan điểm quan điểm lập lòe không ngừng rất là chói mắt hắn giơ lệnh bài hướng tới phía trước chạy đi nhưng vừa mới đi ra vài bước kia quan điểm liền ảm đạm xuống dưới tên này tu sĩ mày nhăn lại lại điều chỉnh phương vị khắp nơi trà quán nhưng là vô luận hướng tới phương hướng nào lệnh bài thượng quan điểm đều không bằng lúc trước như vậy sáng ngời kỳ quái hắn cau mày xoay người lại nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt tào ngụy tào ngụy cảnh giới bại lộ ở trong mắt hắn một người tiên kiều cảnh mà thôi quả quyết không có khả năng ở kia tràn nổ mạnh trung tồn tại xuống dưới càng đừng nói nhân cơ hội cướp đi bảo bối của hắn nhưng là các chủ cấp lệnh bài không có khả năng xuất hiện sai lầm tên này tu sĩ đầu có điểm đại hắn vòng quanh tàu ngụy đi rồi mấy vòng như cũ là giống nhau kết quả chỉ có lệnh bài tiếp cận tàu ngụy thời điểm cái kia quan điểm mới có thể nhất lượng tàu ngụy khoanh tay trước ngực đối hải nạp bách xuyên vẫn là rất có tin tưởng người này không có khả năng tìm đến đồng thời tàu ngụy cũng tò mò a lên kia gia thú rốt cuộc là thứ gì làm người này như thế coi trọng. Tên này tu sĩ đỉnh đầu nghi hoặc, cùng cái vô đầu rùi bỏ giống nhau khắp nơi đảo quanh, trên mặt viết đại đại nôn nóng hai chữ. Tào Ngụy sờ sờ cầm, nói, đại ca ngươi nói cái kia đồ vật có gì đặc thù sao? Nói không chừng ta thật nhìn thấy quá. Người này nghe vậy ngừng lại, y vị thâm trường nhìn mắt Tào Ngụy sau mở miệng nói, chính là một cái màu đen tráp, bên trong phóng nhà ta các chủ bảo bối. Quả nhiên là vì gia thú mà đến. Tào Ngụy nga một tiếng sau hai mắt lập lòe, khóe miệng hơi hơi dơ lên cái kia, đại ca. Tào Ngụy mở miệng nói. Tên kia tu sĩ nghe vậy xoay lại đây, nhưng mà dây tiếp theo lại nhìn đến một cái bao các đại nắm tay đón đầu tạp tới, hắn vốn là thương thể, hiện giờ bị Tào Ngụy sau lưng đánh lén, căn bản vô pháp chạy thoát, đừng nói Tào Ngụy không phải giống nhau tiên kiều cảnh, liền tính là chân chính tiên kiều cảnh tu sĩ tới muốn giải quyết hắn cũng không phải rất lớn vấn đề. Một quyền tạp vượng tên này tu sĩ sau Tào Ngụy lúc này mới vẽ mặt ấy nấy nói, thật sự ngượng ngùng, xã hội chính là như vậy hiểm ác, đại ca ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, một bên tại đây danh tu sĩ trong cơ thể thiết hạ cấm chế, Tào Ngụy một bên đối với hắn sư hùng lên. Thực mau, về màu đen da thú sở hữu tin tức Tào Ngụy rõ như lòng bàn tay. Thánh Lạc Cắt. Tào Ngụy lẩm bẩm, cái này thế lực tự hồ là phát hiện thứ gì, đem sở hữu tình báo đều giấu ở tam trương màu đen da thú tính toán đưa hướng đại hạ thần triều. Đại hạ thần triều rốt cuộc xuất hiện ở Tào Ngụy trong tầm nhìn. Tào Ngụy sờ sờ cầm, mặt khắc hai khối da thú rơi xuống hắn cũng rất rõ ràng, cái kia đại hạ thần triều người đã đi trước nơi đó, hiện giờ liền kém Tào ngụy trong tay này một khối có y tứ ta phải đi thấu cái náo nhiệt Tào ngụy nhìn mắt dưới chân nam tử hướng tới sao trời nơi nào đó cấp tốc phi độn mà đi này phiến sao trời cuồn cuộn vô ngần khắp nơi đều che kín khổng lồ sao trời rất nhiều thế lực truyền thừa đều cắm rễ ở sao trời thượng trừ bỏ một ít tu sĩ tồn tại sao trời một ít cổ xưa sao trời còn lại là đánh mất linh vận không có biện pháp làm tu hành nơi có không ít sao trời cứ như vậy hoang phế xuống dưới thành phế tinh nhưng là ở vô số phế tinh trung luôn có một ít địa phương có được cơ duyên tàu ngụy muốn đi kia viên sao trời đó là một viên vứt đi rất cổ tinh này viên màu xám sao trời rách nát bất kham nhưng trong khoảng thời gian này lại đột nhiên xuất hiện sống lại dấu hiệu một ít cổ xưa việt rồi lên mặt nước rất nhiều truyền thừa thế lực xua như xua việt đều tưởng phân một ly canh một phương cổ mà chung quanh chiếm cứ vô số tu sĩ vô số khổng lồ chiến thuyền huyền phù trong hư không cường giả uy áp lệnh người không thở nổi đều là một đám thọ luân cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả một con thuyền chiến thuyền bông tàu thượng đứng vài tên quần áo đẹp để quy giá nam tử, trong đó một người đầu đội tử kim ngọc Quang, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm bên cạnh người lão giả. Thánh lạc các làm việc ta cũng không nghi ngờ, nhưng là lúc này đây, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nam tử mở miệng, ngữ khí lạnh băng. Đẹp để quy giá lão giả lập tức cũng hạ thân mình, vẻ mặt xin lỗi nói, các nội xảy ra chuyện, đã phái người đi giải quyết, so sánh với thực mau sẽ có tin tức. Chỉ hy vọng như thế, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Nam tử lạnh nhạt ra tiếng, xoay người vào thuyền nội nhã cát, tùy hắn cùng tiến vào còn có một người tuổi thanh xuân nữ tử, không bao lâu nhã cát nội liền truyền ra kiều diễm chi âm. Chiến thuyền thượng tu sĩ sắc mặt bất biến, tự hồ tập mãi thành thói quen. Lão giả nhìn phía dưới sụp xuống núi non ngưng thanh nói, từng đại sư người đâu? Hồi các chủ, từng đại sư cùng thả bắn quốc người mang đi, đến nay chưa hồi. Một người tu sĩ tiến lên nói. Lão giả hừ lạnh một tiếng, duỗi tay lấy ra hai khối màu đen da thú, thế nhưng cùng tào ngụy trong tay giống nhau như đúc nói cho từng đại sư, một canh giờ nội nhìn không tới người khác, tự gánh lấy hậu quả. Là, tên này tu sĩ kinh sợ rời đi chiến thuyền, hướng tới núi non một khắc đầu bay qua đi. Trong hư không, Tào Ngụy rất là vô ngữ nhìn lão giả cùng phương xa núi non kia đầu đồng dạng xa hoa chiến thuyền, nói, thượng tầng tu sĩ chi gian câu thông đều là như thế này ngươi lừa ta gạt sao? Muốn ta nói trực tiếp tiến lên đem người trảo trở về không phải được. Ai? Lão giả nghe vậy càng giận, xoay người hướng tới hư không nhìn lại, nơi đó một trận vặn vẹo, tào ngụy thảnh thơi thảnh thơi đi ra ngươi là người phương nào cũng dám thượng hoàng thuyền lão giả hai mắt khiếp lại hắn thế nhưng không phát hiện tào ngụy là như thế nào lên thuyền ta a à. ta chính là một người tán tu nghe nói này viên cổ tinh có tạo hóa ta lại đây nhìn nhìn tào ngụy buông tay nơi này không có một người đế giả tào ngụy không sợ gì cả người trẻ tuổi thật sự không biết trời cao đất dày